Việt Nam và Hà Lan có nhiều điểm tương đồng khi có vùng đồng bằng trũng, đang phải đối mặt với những thách thức về việc biến đổi khí hậu, nước biển dâng, quản lý nước và an ninh lương thực. Chính vì thế, từ năm 2010, hai nước đã trở thành đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước. Trên cơ sở đó, trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 4, Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam và Hà Lan đã có nhiều cuộc họp quan trọng để bàn các giải pháp ứng phó sạt lở, nước biển dâng cho các vùng đồng bằng ở nước ta, và trong đó có đồng bằng sông Cửu Long. Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ khởi công dự án Khí hậu Việt Nam, hợp tác giáo dục nhằm đạt được sự thay đổi bền vững tại các vùng đồng bằng Việt Nam, với sự tham gia của các đối tác Việt Nam và Hà Lan. Chính phủ Hà Lan sẽ viện trợ dự án này với thời gian thực hiện từ năm 2019 đến năm 2021. Trước đó, trong phiên họp ngày hôm qua, phía Hà Lan tiếp tục đưa ra những cảnh báo về thách thức do biến đổi khí hậu tới vùng đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa chủ phú không chỉ của Việt Nam mà còn của khu vực Đông Nam Á. Theo nghiên cứu, mức độ sụt lún tại đồng bằng sông Cửu Long đang diễn ra ở mức 10 đến 40mm một năm, trong đó mực nước biển dâng là khoảng từ 3 đến 5mm một năm. Vì vậy, trung bình trong khoảng từ 20 đến 30 năm nữa, đồng bằng sông Cửu Long sẽ sụt lún từ 0,5 đến 0,7m. Khoảng 40% diện tích vùng đồng bằng này sẽ ngập chìm vĩnh viễn trong nước. Lý do quan trọng nhất của việc sụt lún là việc khai thác quá mức nước ngầm. Vì vậy, các bạn nên phát triển theo hướng hiện đại hóa nền nông nghiệp, kể cả việc nuôi tôm, đặc biệt vùng hạ lưu và ven biển, không nên sử dụng nước ngầm thái quá. Thay vào đó, chúng ta tận dụng nước bề mặt trong tưới tiêu và sinh hoạt. Trước thách thức này, Chính phủ Việt Nam cũng đã ban hành nghị quyết 120 về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long, thích ứng với biến đổi khí hậu tầm nhìn dài hạn. Một năm qua, các bộ ngành địa phương đã tích cực vào cuộc triển khai nghị quyết, xây dựng các chương trình tổng thể, các dự án, mô hình thích ứng biến đổi khí hậu. Chính phủ Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết ở cấp cao đối thỏa thuận đối tác chiến lược, chỉ đạo các bộ ngành cùng chung tay góp sức để sự hợp tác giữa hai nước chúng ta tiếp tục phát triển và thành công. Tại phiên họp lần thứ 7, hai bên đã ký nhiều thỏa thuận, ký định thư, trong đó đẩy mạnh hợp tác trong khu vực, xây dựng trung tâm dữ liệu tích hợp, kiểm soát sụt lún đất và xói mòn, soạn thảo chiến lược ngăn chặn nước lũ và hợp tác trong các chương trình chuyển đổi nông nghiệp vì sự phát triển bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long.